Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2022, 17 tháng 8 năm Nhâm Dần, tại chùa Long Sơn, Tân Thuận B, Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, ban tổ chức cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm đại tường cố thượng tọa Thích Tĩnh Hiền, nguyên trưởng ban văn hóa tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp nhiệm kỳ thứ tư, nguyên phó ban đại diện Phật giáo huyện Thanh Bình, nguyên phó hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp, viện chủ chùa Long Sơn. Quan lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, ban trị sự Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, quý cơ quan ban ngành huyện Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, xã Tân Phú, Phật tử xa gần cùng về tham dự. Mở đầu buổi lễ, chư tôn đức tăng ni có thời khóa tụng kinh nhằm cầu nguyện bình an cho đến bá cha trăm họ, cũng như cầu siêu chư hương linh quả vãng sau trận dịch bệnh. Đối trước giác linh đài, chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng thắp hương tưởng niệm nhằm tri ân tưởng nhớ về những hành trạng hoằng pháp của thượng tọa khi còn đương thời. Đại đức Thích Minh Phước, đương nhiệm trụ trì chùa Long Sơn, thay lời cho môn đồ pháp quyến dâng lời niệm ân đến chư tôn đức tăng ni quan lâm về chùa Long Sơn thắp hương tưởng niệm, đồng thời dâng lời thác bạch cúng dường lên đại tăng về chứng dự buổi lễ, cũng như bộc bạch đôi dòng hoài niệm ân sư người truyền dạy chánh pháp cho chúng đệ tử Long Sơn tự. Cố thượng tọa Thích Tĩnh Hiền, thế danh Nguyễn Hoàng Diệt, sinh năm Đinh Dậu năm 1957 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trong gia đình nề nếp, nông gia lương thiện, nhiều đời kính tin Tam Bảo. Năm 1989, thầy đã phát tâm xuất gia với Hòa thượng Thích Nhật Quang, được ban đạo hiệu là Thích Tĩnh Hiền, theo dòng thiền phái Trúc Lâm tại thiền viện Thường Chiếu, tỉnh Đồng Nai. Năm 1992, ngài trở về Đồng Tháp để tiếp tục con đường hành đạo. Năm 1998, thượng tọa được ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp bổ nhiệm trụ trì chùa Long Sơn. Năm 2001 đến năm 2009, giữ chức vụ hiệu phó học vụ của trường trung cấp Phật học Đồng Tháp khóa 4 tại chùa Thanh Lương, huyện Cao Lãnh. Năm 2002 đến 2007, thượng tọa được ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tin tưởng giao cho chức vụ trưởng ban văn hóa tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp nhiệm kỳ 4. Tháng 9 năm 2020, thượng tọa đã thuận lý vô thường, viên tịch vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 3 tháng 10 năm 2010, nhằm ngày 17 tháng 8 năm Canh Tý tại chùa Long Sơn, trụ thế 64 năm, Hà Lạp 30 năm. Thượng tọa đã hiến dâng trọn đời cho đạo pháp và chúng sinh, cũng như công tác Phật sự tại tỉnh nhà, nhận được nhiều bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và nhiều bằng khen của các cấp lãnh đạo, chính quyền.